Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình vừa mới mua được một cái sạc bình ắc quy khá là hay, có thể sạc được bình 12V 4A đến 100A. Con này thì nó có như khá là nhiều tính năng hay nên là mình sẽ làm một cái video mở hộp cũng như là test thử và bung ra các bạn xem bên trong cái sạc này luôn. Tí nữa cuối video mình sẽ bung ra các bạn xem nhé. Thì ở đây là cái sạc này mình mua là 200.000 đồng ở trên Shopee ấy. Thì link mua hàng mình để trong phần mô tả, các bạn có thể vào đấy tham khảo nhé. Thì con này theo cái quảng cáo ấy, thì có 3 chức năng sạc khác nhau. Nếu mà bình ắc quy của bạn nào mà dưới 80% thì nó sẽ sạc nhanh, trên 80% thì nó sẽ sạc bình thường, còn mà trên 95% thì nó sẽ sạc từ từ ấy, sạc theo kiểu sạc trôi giạt. Ở đây thì nó hiển thị rất là nhiều này, có cả màn hình luôn nhá. Màn hình hiển thị này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bên này là nhiệt độ của bình ắc quy cũng như là nhiệt độ môi trường bên ngoài. Cái này mình cũng chưa hiểu rõ lắm, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem luôn. Và nó có thêm nhiều cái chức năng khá là hay như là chống chập mạch, chống ngược cực bình ắc quy, và một cái chức năng khá là quan trọng nữa là chức năng khử sun phạt nhé. Cái nào phục hồi bình ắc quy ấy, bạn nào mà bình ắc quy yếu kém rồi thì cái này nó có cái chức năng là khử sun phạt để khôi phục bình ắc quy. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp ra các bạn xem nhé. Ở trên đây là những cái thông số sạc này cũng như là thời gian sạc. Ở đây bình 12A sẽ sạc là mất 2,5 tiếng, bình 20A là 5 tiếng, 100A là 22 tiếng. Đấy, chỗ này là thông số điện, dòng sạc là 5A rồi, có thể sạc được bình ắc quy từ 4A đến 100A. Ở trên đây là những cái màn hình hiển thị. Cái này khá nhỏ gọn và đẹp các bạn ạ. Ở đây có một nút ấn này, hai bên là cái đèn led để thông báo. Chỗ này là một cái màn hình. Cầm thì cũng khá là chắc tay. Nói chung mình thấy con này nó nhỏ gọn mà nó có thể sạc được bình 100A là cũng ok rồi đấy. Mình mua về để mình sạc mấy cái bình 50A của mình ấy, để mình chạy cái kích điện hôm trước. Ở đây sẽ có hai cái kẹp để kẹp vào bình ắc quy. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào và xem thử nhé. Cái này theo mình tìm hiểu thì nó có rất là nhiều chức năng như là sạc theo điều khiển nhiệt độ này, rồi mấy cái chức năng khác nữa cũng khá là hay. Ở đây mình có một cái bình ắc quy 20A. Cái bình này mình để lâu lắm rồi chưa xài, có tình trạng bị sụt áp rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đo thử nhé. Cái này của mình nó dưới 8V rồi. Đấy, 7,4V. Còn có 7,4V nữa. Cái này nó sụt áp khá là nhiều rồi. Cái này thì cái bình này mình để khá là lâu rồi nên là mình sẽ chuyển sang cái chức năng là khử sun phát, vừa sạc vừa khử sun phát. Bây giờ mình sẽ test thử tính năng chập mạch nhé, để xem nó có bảo vệ mạch không. Đấy, các bạn kẹp không sao này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ sạc nhé. Mình sẽ ấn giữ cái nút này. Đấy, lúc nào nó nhảy lên này, 14,1V là đang sạc vào cái bình ắc quy ấy. Dòng sạc bây giờ là đang 3,1A, nhiệt độ là 26 độ C, nó thông báo hết nhé. Bây giờ là nó đang sạc nhanh vì tại vì cái bình của mình nó hết điện rồi. Cái quạt này nó hoạt động luôn, cắm sạc vào nó hoạt động luôn. Nhiệt độ bây giờ đang tăng lên là 27 độ C. Đây nhá, mình mới sạc được khoảng tầm 3-4 phút rồi thì cái bình ắc quy của mình đã lên điện. Ở đây thì mình đang sử dụng chức năng là khử sun phát nên là các bạn sẽ ấn cái nút này, nút Deeply này. Cái này mình đọc không rõ lắm, nói chung là các bạn ấn nút này nhé để khử sun phát. Còn mà các bạn lúc mà cắm điện vào ấy thì nó sẽ hiện màn hình bình thường thế này này, các bạn chỉ cần kẹp vào nó sẽ tự động sạc và điều chỉnh dòng sạc cho các bạn. Đấy thì nó sẽ tự động sạc và điều chỉnh dòng sạc. Còn ấn sang cái nút này thì nó sẽ là khử sun phát. Hồi nãy giờ mình sạc khoảng tầm được 5-6 phút rồi, bây giờ mình sẽ đo xem nó đã lên nhé. Để thang 50V này. Đấy, điện bây giờ là lên 11V rồi. Ok,
Cái này thì bình bản nào đang ngon ấy thì chỉ cần kẹp cái này vào là ok. Cứ cắm điện vào và kẹp thì nó sẽ tự động sạc và điều chỉnh dòng sạc cho các bạn. Còn cái bình này của mình nó để lâu quá rồi nên là mình sẽ phải thử sun phát. Mình sẽ chuyển sang cái chế độ này. Đấy. Ok, thì sau khi sạc thử mình thấy con này sạc khá là ok. Bây giờ mình sẽ bung ra các bạn xem nhé. Còn mà cái thời gian sử dụng hoặc là độ bền của nó thì mình sẽ comment ở bên dưới video nhé. Bạn nào hỏi thì mình sẽ comment bên dưới. Bây giờ mình sẽ bung ra các bạn xem rồi đã. Cái này mình mua nên là mình cũng chưa biết thời gian sử dụng như thế nào nữa. Cứ để thời gian đánh giá. Tạm thời thì mình thấy rất là ok rồi. Có thể khử được sun phát. Giá tiền con này cũng khá là rẻ, có 200.000 đồng thôi. Mình mua ở trên Shopee ấy, link mua hàng mình để trong phần mô tả. Đây mình bung ra các bạn xem luôn này, cũng như là để cho mình xem luôn, mình có mua phải cái hàng như thế nào. Đấy. Chỗ này là mạch nguồn này. Con này mình thấy mạch nguồn được làm rất là đẹp các bạn ạ. Các đường chỉ mạch nguồn được làm rất là đẹp luôn đấy. Nhưng mình thấy miếng nhôm này khá là nóng này. Mình sờ vào đây đã thấy ấm ấm rồi. Mặc dù mình mới sạc chỉ được khoảng tầm 30 phút thôi. Thấy cũng khá ấm ấm. Nhưng mà cái quạt này thì nó chạy liên tục luôn các bạn ạ. Cắm điện vào thì nó sẽ chạy luôn. Ở đây sẽ có một cái biến áp xung. Trên này sẽ có một con IC điều khiển màn hình cũng như là điều khiển cái biến áp này luôn. Để mình mở ra luôn cho các bạn xem nhé. Về các cái sạc điện tử thì nó khác hẳn những cái sạc cơ nhé. Những cái sạc cơ thì nó sẽ cồng kềnh và to hơn. Nó sạc được những cái bình nó to hơn. Sạc điện tử thì nó nhỏ gọn thôi. Ở trên này chỉ có mỗi cái màn hình LED này. Với một cái nút ấn, hai cái bóng đèn, hai con IC điều khiển màn hình cũng như là điều khiển cái mạch này luôn. Điều khiển dòng sạc ra vào ấy. Đấy thì như vậy mình đã mở hộp cũng như là test thử và bung ra các bạn xem bên trong cái sạc này rồi. Con này mình thấy cái sạc này khá là đẹp và nhỏ gọn. Mở bên trong mạch thì mình thấy mạch nó được làm rất là chi tiết. Các cái đường mạch in được làm rất là đẹp. Còn về độ bền thì mình cũng chưa biết như thế nào cả. Chắc là thời gian sử dụng mình mới biết được. Tạm thời mình thấy nó sạc khá là ok rồi. Sạc bình, cái bình kia mình để lâu lắm mà đem vào sạc nó lên dòng rất là ngon. Cũng rất ok trong cái tầm giá tiền 200.000 ấy. 200.000 các bạn có một cái sạc từ 4A đến 100A cũng là ok rồi. Có đầy đủ các chức năng luôn, khử sun phát các kiểu. Và nó rất là nhỏ gọn, thiết kế mẫu mã thì đẹp. Ok, thì đó là những cái đánh giá của mình nhé. Thì các bạn muốn mình mở hộp những sản phẩm nào hoặc là muốn mình chế tạo những sản phẩm gì, các bạn cứ comment bên dưới video nhé. Và đừng quên đã đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé. Chào các bạn.